mình sẽ quay hướng dẫn lắp đặt cái đồng hồ Pozo chiếc xe 3008. Đồng hồ rất là sang trọng và đẳng cấp. Ở giữa trung tâm khe gió này nó là vị trí trống, rất thích hợp để gắn cái đồng hồ vào đây. Đấy. Gắn đồng hồ đằng sau nó có sẵn cái băng dính rồi, mình chỉ gắn cố định vào là xong thôi. Phụ kiện đồng hồ đầy đủ hết, bao gồm cả thêm một cục pin nữa, rất là sang trọng và đẳng cấp.